Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó chính là John Quest Floor 3. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này đầu tiên nha. Let's go. Ở cái level 1 này thì chúng ta ấn vào cái cổ tay của bạn và người đàn ông. Game này cũng dễ thôi, các bạn có thể nhìn thao tác tay của mình và làm theo. Nếu các bạn xem video của mình thấy hay, hãy like, subscribe, share. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you. Ở cái level này thì chúng ta ấn vào kim tự tháp này, ấn dưới lên, sau đó ấn vào của người phụ nữ này. Wow. Granny Chapter 2. Đây là ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà của ông bà Granny. Các bạn hãy theo dõi xem mình làm cách nào để trốn thoát ra khỏi đây nha. Let's go. Thank you.
mình đã nhìn thấy ông già Freddy rồi nhá. I see you à. Mình đã cắt được nguồn điện ở cái cánh cửa ra vào. Bây giờ thì mình sẽ mở những cái song sắt này. Đây là cái tay xoay của cái cửa này. Lắp vào đây. Dùng cái cờ lê này vặn con ốc ra. Ông già Granny chuẩn bị hồi sinh cho các bạn ơi. Tại chỗ nha. Đây chưa thấy ông ta xuất hiện ở đâu vậy? Rất là nguy hiểm. Thì ông ta cầm thanh gậy đang đứng bên kia rồi. Ông ta đang ngó cái gì đó. Mình đã mở cái khung sắt cài cánh cửa. Bây giờ thì mình ui chạy thôi. Trước khi rời khỏi đây thì mình muốn kỷ niệm ông ta một vé phát đạn bằng điện vào người. Chuyển qua của game Ice Cream 5. Ice Cream 5 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
series 5 tập. Đây là tập 5. Ở đây có chút thay đổi, đó là sự kết hợp của hai người bạn. Sức mạnh của tình bạn thì sẽ chiến thắng. Ok, let's go. Đây, chúng ta sẽ kiếm những cái van này. Vặn nó vào. Cái lò vi sóng mà mình vừa ném xuống, ném xuống để cho nó vỡ ra các bạn. Đây là tụ đây. Thank you.
Yeah? Cool. Sure, we'll get out of here soon. Chúng ta ở đây có 20 cái túi rác. Mình sẽ ném cái túi rác này lên trên cửa kính sao cho đánh lừa con robot này nó đứng cái quạt thông gió ở phía đằng kia. Thank you.
dùng cái mỡ này, dầu mỡ này nó trơn cái van. Đó, thì chúng ta vặn được cái van nó vừa nãy nó xì hơi đấy các bạn. Thank you.
tôi, đại tôi. Từ game này thì cần phải có sóng wifi, thì mình sẽ bật sóng wifi lên và chiến tự game này nha các bạn. Hall of Fields Static. Sửa 5 cái máy phát điện để mở lại nguồn điện và chạy trốn ở đây. Một pin đang đâu? Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này. Stick qua đây. Ui.
Attack. Đội có lùng họng như này thì đỡ. VIP nhất rồi. Mình sẽ đi review tựa game
tiếp theo của video này, The Fast, là một tựa game kinh dị. Tựa game tiếp theo bên Iran, mình sẽ chơi tựa game đó ở phía lần sau nha các bạn ơi. Đến tối rồi mình chơi rất là sao.
và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again, gặp lại. Bye.